Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh thông tin DeFi. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để giao dịch trên cái sàn phi tập trung Uniswap và trên cái ví phi tập trung Chirp Wallet. Trước hết quý vị hãy vào cái ví Chirp Wallet này. Đây, quý vị để BNB BEP20 để làm phí giao dịch. Ở đây KTV đã để sẵn là quý vị lưu ý cái này là BEP20, nó khác với lại cái BEP2. BEP20 hay còn gọi là Smart Chain này này, là cái phiên bản nâng cấp của BEP2, và BNB họ tập trung cho cái hệ DeFi của họ. Rồi bây giờ KTV sẽ vào cái sàn Binance và KTV sẽ rút coin từ sàn Binance về để mua trên cái sàn DeFi là Uniswap. Quý vị vào cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải màn hình này để bật các token lên. Rồi ở cái ô tìm kiếm này, KTV sẽ bật cái USDT lên. USDT đây. Ở đây nó có BEP20, ERC20, BEP2, TRC20. Thì KTV sẽ bật cái BEP20 đây này. Đó. Quý vị bấm vào đây để bật này. Rồi, quý vị bấm vào xong này. Ok. Đây. USDT BEP20 này. Rồi quý vị bấm vào để lấy địa chỉ. KTV sẽ sao chép này. Sao chép, ok, đã sao chép. Bây giờ quý vị đăng nhập cái tài khoản của quý vị vào sàn Binance. Rồi KTV sẽ vào để rút USDT về cái ví chớt. Đây, USDT này. Chọn rút này. Rồi ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy dán cái địa chỉ vừa copy bên cái ví chớt vào này. Ô thứ hai là cái mạng lưới, quý vị hãy chọn chính xác là cái mạng lưới BEP20 BSC đây này. Đó. Quý vị chọn xác nhận đi. Rồi. Ở cái ô này, số lượng KTV sẽ chọn gửi tối đa đi. Rồi quý vị phải chọn lại cái mạng lưới này, nó mất rồi này. Ok chưa? Rồi quý vị bấm vào rút này. Bấm vào xác nhận một lần nữa này. Ok, quý vị chọn gửi mã qua email trước đi. Quý vị hãy mở email lên để lấy cái mã xác nhận. Rồi, quý vị nhập mã xác nhận này. Nhập xong, quý vị chọn gửi mã và di động. Ok, quý vị chọn gửi đi. Rồi, và quý vị hãy chờ khoảng độ 1 phút. Bây giờ KTV sẽ trở lại cái ví Chirp Wallet và kiểm tra xem là USDT nó đã về đến cái ví chưa. Rồi, trong khi chờ đợi thì quý vị vào cái trình duyệt đây này, ở góc dưới màn hình đây này, và ở ô tìm kiếm đây này, quý vị hãy đánh địa chỉ cái sàn phi tập trung
zoneswap.com. Rồi quý vị tìm đi. Quý vị để ý này, để ý cái mạng lưới ở trên đây này. Đây là cái biểu tượng của Ethereum. Quý vị hãy chuyển sang cái mạng lưới của BEP20 nha. Quý vị bấm vào này. Đó. Rồi quý vị chọn là Smart Chain. Ok chưa? Bây giờ quý vị hãy vào cái trình duyệt Internet và quý vị đánh cái địa chỉ là bscscan.com để lấy cái contract của cái token mà quý vị muốn mua. Ở đây KTV sẽ lấy cái contract của cái token là JUNDI. Ok chưa? Đây, chính là cái này này, JUNDI này. Rồi KTV sẽ copy cái contract của cái này. Đây, quý vị để ý đến từ contract này. Quý vị bấm vào biểu tượng để copy này. Đã copy. Rồi quý vị trở lại cái ví chớp. Quý vị vào cái trình duyệt này, quý vị bấm vào cái ô Select Token này. Rồi quý vị dán cái contract vừa copy vào đây. Đó. Ở cái ô bên trên BNB này này, quý vị hãy chọn là USDT. Quý vị lưu ý này, bởi vì ở đây KTV có USDT nên KTV sẽ mua bằng USDT. Còn quý vị có thể mua bằng BNB hoặc là mua bằng BUSDT đều được. Đó đây này, thì cái USDT mà KTV vừa chuyển từ cái sàn Binance về ví nó đã về rồi đây này. Quý vị thấy chưa? Rồi. Bây giờ KTV sẽ bấm vào max này để mua tất cả này. Ok chưa? Quý vị để ý đến cái phần biểu tượng cài đặt ở phía dưới đây này. Đây là chỉnh cái độ trượt giá. Ở đây là không mặc định là 0,5, rồi KTV sẽ để nguyên. Bây giờ KTV sẽ chọn vào swap này. Quý vị chọn vào confirm swap để xác nhận này. Rồi quý vị chọn vào gửi. Quý vị có thể close đi. Rồi quý vị chờ, nó đang pending này. Ok, đã swap thành công rồi đây này, nó báo đây này. Rồi bây giờ KTV sẽ tắt cái này đi này. Tắt đi này. Quý vị chờ lại cái biểu tượng ví này. Đó. Thì vừa nãy KTV gửi USDT từ cái sàn về và KTV đã mua cái JUNDI rồi này. Bây giờ cái JUNDI nó chưa được bật lên đây này, KTV sẽ bật lên. Đây. Quý vị hãy vào cái biểu tượng để bật lên này. Rồi quý vị dán cái con check của cái JUNDI vào đây. Đó, quý vị bật nó lên này. Quý vị chọn xong đi. Đó, ok chưa? Đây, cái số lượng JUNDI mà KTV vừa mua bằng USDT nó lên luôn rồi đây này. 465 JUNDI này. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.